Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay Tuấn Âm Thanh Phú Thọ chào đón quý vị với đôi loa Yamaha, một trong những dòng loa nghe nhạc gia đình, karaoke gia đình, sân khấu, ngoài vườn, phòng trà, chỗ nào cũng được. Đây, cái đôi loa này nó lại khác với rất nhiều các đôi loa khác và hầu như là rất là ít. Đây là đôi loa nó thiết kế với đường kính khá là to. Chiều ngang của em nó 60, chiều cao nó 90 cơ, gần 90. Và chiều sâu nó khá. Tóm lại là đây, nó một đôi loa này nó to như một loa sân khấu, loa hội trường. Và cái đặc biệt của em nó là nó lại có công suất ở phía sau. Chính vì vậy mà em chỉ cần cắm một đường tín hiệu từ con âm ly răng, con âm ly kali này vào để lấy được mic hoặc lấy được tín hiệu ra là nó đã đánh được đôi loa này cực kỳ là tốt rồi. Để chứng minh cho quý vị thấy thì là sau này em sẽ giới thiệu chi tiết về loa, sau đó sẽ cho quý vị nghe qua một bản nhạc, sau đó em test hát trên đôi loa này luôn trong cái clip này. Và chính vì những cái tính năng của em nó rất là đặc biệt, có nghĩa là quý vị không cần phải là một bộ dàn âm ly cồng kềnh, một bộ đẩy hay một cục đẩy hay là cục vang, cục lọc gì lớn để cõng đánh đôi này cả, mà chính cái đôi này này nó xử lý luôn trên nó. Đây đây, em đã cấp nguồn cho nó nhé, đang cấp nguồn ở đây, tắt này, đấy, tắt nguồn này, đấy, được chưa, bật này, em đã cấp nguồn cho nó đây. Đây là dòng loa Yamaha model là A4115H, hàng của Nhật xịn, Nhật xịn luôn. Và cái đặc biệt của em nó đây, tất cả phía sau này đây là có sò công suất hết quý vị nhé. Cái đặc biệt của con này là nó có sò công suất hết, đây công suất tất cả công suất đây, quý vị nhìn ngoài công suất hết đây, công suất từng loa một. Và con volume này quý vị nhìn, con volume này em vặn này, quý vị thông cảm, cái con volume này em vặn này, cái volume này mới đến mức này thôi, mới đến mức giữa này, em chưa vặn hết tối đa nhé, mà nó đánh đã rất là tốt, em để nguyên mặc định là nằm nương mức giữa luôn, chưa vặn to lên hẳn. Con này có phải vặn to nhỏ được. Và cái đặc biệt hơn là con loa bên này cũng như vậy, nó không phải con nọ câu xong cái kia, mà con này cũng công suất độc lập cho từng loa. Đấy, cái hay của nó là cái hay là công suất độc lập cho từng loa luôn. Và volume con này em cũng để tầm 6 giờ đây. Đấy, nó số 6 để mặc định luôn. Khi đó em cắm cái đường tín hiệu từ con âm ly kali kia vào đây luôn, chỉ cần như vậy thôi là xong. Cái đặc biệt là em nó còn, nếu như một đôi loa to như này thì con âm ly này không thể đánh lên được, nói thẳng luôn không thể lên được chút nào. Đấy, chính vì cái hay của nó trong này. Và con này có thể tiếp được tất cả các thể loại nhạc, gia đình, hội trường, phòng trà, karaoke, tóm lại là em nó yêu hết, yêu tất, được chưa, yêu tất, yêu tất. Và cái họng kèn này của em nó là 40, quý vị nhìn chưa, họng kèn này 40, quý vị thông cảm là em đã quên mất tắt chế độ hack rồi nên là cứ thỉnh thoảng dính cuộc gọi. Đấy, chế độ 40, được chưa, họng kèn 40. Đấy. Và dưới này cũng vậy. Và dưới này thì cũng vậy, tương ứng với lại một con bát 40, màng màu trắng. Con bát này có thể đây, con bát này có lưới e căng chắn như con kia em đang để e căng. Đấy. Con này em nhấc ra được chưa? Đấy, bát 40. Đây là một trong những đôi loa. Chút nữa em mở test cho quý vị biết là cái họng kèn gang này của em nó như thế nào, nó hay, nó đỉnh thế nào thì quý vị sẽ biết. Và cũng đi với tất cả những cái tính năng nó có sẵn ưu việt như vậy thì đôi loa này nó cũng không hề có một cái mức giá, nó không hề nhẹ. Nó 25 triệu với đôi loa này quý vị ạ. Nhưng vừa với 25 triệu bây giờ để quý vị mua một đôi như này nhé, em báo cáo quý vị là cái đôi loa như thế này quý vị mua, đôi loa xịn như thế này, loa không thôi, chưa có công suất, quý vị mua nó phải 15 đến 17 triệu đến 20 triệu rồi nhé, thì mới được đôi loa như này, được chưa, phải trên 20 triệu nhé. Được chưa, nói là con này nó hỗ trợ công suất hết, được chưa, với 25 triệu không đắt một chút nào cả, bởi vì tính đẩy mới vang mà lại còn không hợp không hay đấy. Còn sau đây không nói nhiều, mời quý vị đi vào với bản test và em sẽ hát nghêu ngao cho quý vị một vài câu, được chưa. Rồi, mời quý vị bắt đầu. Em sẽ test cho quý vị nghe một số dòng nhạc, không phải nguyên một đoạn nhạc đâu.
qua cái dòng nhạc, một số dòng nhạc qua đôi loa này. Sau đây em sẽ test thử cái dòng nhạc của nền nhạc karaoke. Đôi loa này có thể quý vị có thể di chuyển thoải mái. Quý vị có thể di chuyển được đến tất cả các địa điểm mà không cần phải dùng đẩy công suất, chỉ cần cấp tín hiệu cho đôi loa này thôi. Sau đây em sẽ test một đoạn khúc cho quý vị thử cái dòng karaoke của đôi loa này. Giá của đôi này là 25 triệu. Nhấn chọn bài karaoke, chuẩn bị đợi em một chút. Cho ta chẳng nghe đôi duyên đâu, từng một lời nào mãi cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lớn, cho mang mang đêm đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.